Việc này nếu không muốn thành nạn nhân của tin tặc, Google xác nhận trình duyệt của hãng có lỗ hổng cho phép kẻ tấn công kiểm soát máy tính nạn nhân. Hãng này khuyến cáo người dùng cần cài đặt bản nâng cấp ngay lập tức. Lỗ hổng do bộ phận trung tâm bảo mật Internet của Google (CIS) phát hiện. CIS cảnh báo chính phủ là mục tiêu tấn công của lỗ hổng này. Theo đó, lỗ hổng có tác dụng khi người dùng truy cập vào trang web độc hại, từ đó tin tặc sẽ khởi động mã nhị phân rồi giành quyền kiểm soát máy tính nạn nhân. Google xác nhận tất cả phiên bản Chrome trên PC đều ảnh hưởng trình duyệt di động vẫn an toàn nên người dùng android và ios không phải lo lắng google gán mark nguy hiểm cao cho lỗ hồng trên ngoài mục tiêu chính phủ lỗ hồng còn hướng tới các doanh nghiệp vừa và lớn người dùng cá nhân thông thường không phải mục tiêu hướng tới